Alright. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái kênh YouTube của mình, HB Nguyễn Những Loài Sống Dưới Nước. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thú vui mới. Ngoài thú vui nuôi cá cảnh và tôm cảnh ra, thì thú vui mới này nó cũng khá là thú vị. Đó là thú vui nuôi cua cảnh. Những loài cua cảnh này, chúng có muôn vàng màu sắc, bao gồm trắng, đỏ, xanh, tím, vàng và đen, tựa lưa hột dưa và tè le hột me. Những loài cua cảnh này thật ra kêu cua cảnh cho nghe sang vậy thôi, chứ tên thật của chúng chính là cua đá núi, hay thường được dân địa phương gọi là cua đá hay là cua núi. Nó đều là tên gọi chung cho những loài cua nước ngọt sống trong rừng sâu này. Các bạn có thể bắt gặp chúng tại những khe suối trên những ngọn núi cao. Màu sắc ngoài tự nhiên của chúng thì thường có màu đen hoặc xám, hoặc là có màu rêu. Tuy nhiên, một số ít trong số của chúng đã bị biến thể, tạo ra những màu sắc và hình dạng vô cùng đặc biệt. Những con cua đá núi này không phải nó có thể đá được cái núi đâu nha, mà là con cua đá nấp trong cái núi đó. Loài cua này có khá là nhiều chủng loại, như là cua càng cong, cua chân dài, cua siêu mẫu, cua thiết giáp và cua đá trơn. Nhưng những loài cua này chỉ tìm được ở miền ngoài và miền cao thôi, còn miền Nam thì chỉ có cua đồng nha các bạn. Các bạn nhìn thấy nó đẹp vậy thôi, các bạn tưởng đâu là những con cua ở nước ngoài đúng không? Nhưng thật ra loài cua này nó có xuất xứ từ Việt Nam đó nghe mấy cha mấy má. Tùy theo từng vùng và màu sắc của chúng có thể thay đổi khác nhau. Vì chúng cũng là một loài động vật giáp xác nên chúng cũng khá là giống với họ hàng xa của y, đó là tôm tép. Về khả năng lột vỏ của mình, ngoài việc nuôi chúng trong những hồ bán cạn thì các bạn cũng có thể nuôi chúng ở những nơi khô ráo và chỉ cần để cho chúng một thố nước mà thôi. Đặc biệt hơn nữa là các bạn có thể nuôi chúng chung với cá tép trong môi trường ngập đầy nước như thế này. Nhưng nếu các bạn nuôi chúng trong môi trường nước như thế này thì các bạn phải cần bơm oxy thật mạnh cho chúng. Vì nếu không có oxy trong thời gian dài thì chúng sẽ ngộp và từ từ chúng sẽ ngẫm. Cũng chưa có ai biết là chúng sống trong môi trường phun nước thì có bị ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của chúng hay không. Nhưng hiện nay, loài cua này đã được nhân giống và sinh sản thành công bởi những người yêu thích và sưu tầm cua cảnh của Việt Nam. Chúng còn được họ cho xuất khẩu ra một số nước trên thế giới, và giá bán của chúng có thể lên tới 1 đến 200 USD tại Hồng Kông. Nhưng ở nước nhà thì giá của chúng tương đối mềm mại hơn, từ vài chục ngàn cho đến vài trăm ngàn mà thôi. Các bạn có thể tìm mua tại website hoặc là Facebook nha các bạn, mình không có bán nha. Và ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loài trong số họ của cua đá núi, đó là cua càng cong. Loài cua này chúng được tìm thấy nhiều nhất tại các vùng núi của tỉnh Thanh Hóa. Màu sắc của chúng tùy thuộc theo nơi ở của chúng ở đâu nữa. Ngoài màu sắc sặc sỡ ra thì loài cua này còn có một chiếc càng ở bên phải rất là to, đã to mà lại còn cong nữa chứ. Vì vậy mà chúng được coi là những loài cua cảnh được yêu thích nhất tại Việt Nam. Còn đây là một loại cua khác, nó có tên là cua chân dài. Với những cặp chân dài tới nách này, chúng có thể dễ dàng lẩn trốn kẻ săn mồi. Và chúng có cái mưu rất trơn nên người ta rất là khó nắm bắt được chúng. Loài cua chân dài này được tìm thấy nhiều nhất tại Hòa Bình. Loài cua xù xì gai góc này, nó chính là loài cua thiết giáp. Chúng phân bố chủ yếu tại các miền núi phía nam của Trung Quốc và các tỉnh nằm trong lãnh thổ của Việt Nam. Đây là một loại cua hung dữ và to lớn nhất trong các loại cua đá núi. Những con cua đá núi này thường có tuổi thọ từ 3 đến 4 năm. Cua càng lớn thì tuổi thọ của chúng càng cao. Nhưng cũng có những ghi nhận cho rằng chúng sống tới 11 năm. Không chỉ có chó mèo thì các bạn mới tắm đâu nha. Sau đây là màn tắm cua của hai vợ chồng chủ shop cua cảnh này. Các bạn hãy cùng mình theo dõi nhé. Sẽ hướng dẫn các bạn
tắm cua. Tắm cua. Đấy, đầu tiên là cầm hai tay đằng sau và hai tay tì vào. Anh nói to tí. Hai ngón tay thì tì vào phía sau của con cua và hai ngón trỏ và ngón cái thì tì vào cái đầu càng để cho nó không cắp được mình. Đấy, đó là cái lau bình thường, hoặc là chúng ta có thể dùng cái bàn chải đánh răng rất là dễ. Bàn chải đánh răng là chuẩn nhất, còn hôm nay là do mình không mang cái bàn chải nào sang đây. Bàn chải đánh răng thì sẽ cọ các cái kẽ này, nó sẽ sạch hơn rất nhiều. Bàn chải đánh răng thì nó sẽ không bị tình trạng móc móc thế này đâu. Rất là sạch. Rồi, mướt mát rồi, chưa gì đã đẹp rồi kìa. Đấy, mọi người có thể mở càng ra này. Đấy, để con tay tì vào đây này. Đấy, thấy chưa? Cẩn thận không gãy chân nó. Mở ra đây này. Đấy, thì nó sẽ bị banh ra. Tha hồ mà cọ mặt, cọ mũi, rồi cọ càng, cọ chân, cọ tay thoải mái. Tất nhiên là cái này thì con cua càng to thì nó sẽ càng khỏe. Nhưng mà thực ra con cua càng to thì càng dễ. Tại vì càng nó to. Tại vì cái càng của cái này nó nhỏ, nó cắp mới ác này. Cái kia càng nó rỗng ấy. Con càng to thì nó chậm hơn. Con trưởng thành nó sẽ chậm hơn. Mặc dù nó gấu hơn nhưng nó lại chậm hơn. Nó cứ có cái bàn chải sẽ gọi được cả phần hông này nữa này. Đấy. Cua thì nó ở trong núi và nó là bẩn, nên về mình có thể cọ sạch sẽ, mình làm nhẹ nhàng thì nó nhẹ nhàng thôi. Đấy. Rồi bây giờ cho vào đây. Đây mình đã chuẩn bị một cái bể, sẽ đắp một cái bể đó, xinh đẹp như này rồi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để phân biệt một con cua đực và một con cua cái. Các bạn hãy nhìn vào yếm của mấy con cua này. Cái yếm là dưới phần bụng nè các bạn. Nếu các bạn thấy cái phần yếm tròn là con cua cái, còn cái phần yếm mà hình xéo xéo giống tam giác vậy đó các bạn là con cua đực nha. Là cái yếm nhỏ nhỏ dưới cái bụng nè các bạn thấy không? Nhưng cái này coi tổng quan thì các bạn có thể khó nhận biết. Mình đã chuẩn bị hai tấm hình. Đây là tấm hình đầu tiên là con cua cái nè các bạn, cái yếm của nó tròn các bạn thấy không? Còn đây là con cua đực, yếm của nó hình tam giác, giống như cái quần tam giác của các bạn bận đi bơi đó. Rồi, hôm nay mình chỉ làm clip tới đây cho các bạn xem thôi nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, các bạn hãy nhớ nhấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!